khuất đầy ám ảnh của những thanh niên chuyên đi trộm thi thể hài nhi về an táng. Ai cũng biết rằng, xã hội phát triển kéo theo suy nghĩ về rất nhiều khía cạnh khác trong cuộc sống cũng được thay đổi. Có những thay đổi tích cực và cũng có rất nhiều vấn đề tiêu cực. Với văn hóa khép kín của người phương Đông, phụ nữ, tình yêu và tình dục được đánh đồng với nhân phẩm và giá trị. Có thể sẽ rất hay nếu cái nhìn về phẩm giá của người phụ nữ được cởi mở và thoải mái hơn. Nhưng bản chất của người phương Đông, tất nhiên bao gồm cả Việt Nam, vẫn còn cái nhìn rất khắc khe về việc gạo nấu thành cơm. Cộng thêm cuộc sống còn nhiều chật vật khó khăn nên đã dẫn đến tình trạng não phá thai một cách vô tội vạ. Và con số này mỗi ngày mỗi ngày đều tăng lên đáng kể. Đến Nghĩa Trang Hài Nhi ở Đồi Cốc, Sóc Sơn, Hà Nội, nơi an nghỉ của cả trăm ngàn Hài Nhi xấu số, và đa phần là sản phẩm của các nữ công nhân quanh khu vực như Hà Nội, Thái Nguyên, Bắc Ninh. Người viết bài vô tình biết được việc làm quá đổi khó tình ấy là của một nhóm bạn trẻ, tuổi đời chỉ trên dưới 20. Những người trẻ tuổi ấy, dù đời đang phơi phới, dù phải đối diện với cuộc mưu sinh vất vả, nhưng vẫn từng đêm họ lọ mọ khắp nơi để bới lật tung từng cọng rác, hồng săn tìm thứ mà mình nâng niu hơn báu vật ấy là thi thể của những hài nhi xấu số tuy đã được sự giới thiệu trước của các bác đang làm thiện nguyện ở nghĩa trang đội cốc nhưng phải khó khăn lắm chúng tôi mới liên lạc được với biệt đội săn tìm thi thể hài nhi bí ẩn này dù đã nhiều lần liên lạc với trưởng nhóm tinh tuấn nhưng thanh niên này vẫn rất e dè cảnh giác tuấn bảo việc làm của mình là làm từ tâm thêm nữa lại hơi nhạy cảm nên chẳng muốn để lộ ra ngoài Tuy nhiên, sau một thời gian bị người viết bài đeo bám, thuyết phục và quan trọng là đôi bên đã hiểu nhau hơn, Tuấn cũng đồng ý cho chúng tôi một cái hẹn ở ngay tại đại bản doanh của mình. Nơi nhóm của Tuấn đang tá túc là một căn nhà cấp 4 cũ kỹ, rộng ba gian ở ven thị trấn chợ Yên Phong Bắc Ninh. Ngôi nhà đơn sơ này là của một thanh niên có tấm lòng Bồ Tát, vì cảm kích trước việc làm của Tuấn và bạn bè nên đã mời mọi người về ở. Hôm chúng tôi đến, mọi người có mặt ở nhà khá đông đủ, toàn trai xinh gái đẹp, trẻ trung phơi phới. Nhóm của Tuấn có tên là Bảo vệ sự sống, các thành viên tham gia hoàn toàn dựa trên tinh thần thiện nguyện, tuổi chừng 26, 27, nhưng Tuấn đã có thâm niên cả chục năm với nghề ăn trộm hại nhi. Tuấn hé lộ về công việc đặc biệt của bản thân và các bạn trong nhóm, gọi trộm là đúng nhất vì chúng em toàn phải đi vào ban đêm, tránh để mọi người biết. Nhiều trường hợp phải canh rình người ta vứt đi thì nhóm mới được mang các em về. Tuấn kể, Tuấn đến với công việc này theo một cách rất tình cờ như có duyên có nợ. Chục năm trước, khi còn ở quê nhà Nghệ An, một trưa đi học về ngang qua bãi rác của thị trấn, cậu thấy mấy con chó đang lao vào cắn xé nhau ổm tỏi như thể đang tranh giành mọi ngon nên đã dừng lại xem. Và khi thấy miếng mồi mà bầy chó đang giành giật nhau, mang hình hài của một em bé, Tuấn đã vô cùng kinh hãi. Tuấn nhớ lại, lúc đầu em cứ tưởng bầy chó giành nhau con búp bê, nhưng nghĩ búp bê thì chúng không điên cuồng đến thế. Lại gần, thấy mấy thứ con vật phàm ăn đang cắn xé, bị rùi nhặn bu quanh, lem nuốt máu. Tuấn như rụng rời tay chân, Cậu hoảng sợ quay đầu chạy Nhưng được vài bước thì chợt khựng lại Đứa bé ấy cũng là người Không thể để súc vật ăn thịt cắn xé như vậy được Nghĩ thế Tuấn quên sợ Và vội quay lại dùng gậy đuổi đám chó đi Trong lúc tìm một chiếc hộp sạch sẽ Để gói ghém hài nhi không còn lành lặn ấy Tuấn lại phát hiện ra Vô số những bọc ni lông khác Mà trong đó là những cục thịt hình người Khi ấy Tuấn mới giật mình nhớ ra rằng quê hương mình lúc đó có sự hiện diện của nhiều nhà máy xí nghiệp, công nhân tứ xứ đổ về và có thể họ chính là cha, là mẹ của những hài nhi đang bị vùi mình trong rác. Tuấn nhớ lại, trưa hôm ấy, khi đưa tất cả những bọc, những hộp khả nghi từ bãi rác về nhà, Tuấn đã phân loại được cả thải 67 hài nhi. Cái thì rõ hình người, cái thì chỉ là cục máu, nói đến chuyện phải đưa thứ mà người ta đã dứt lòng bỏ đi về nhà mình, Tuấn bảo khi ấy cậu ấy cũng chẳng biết tính sao nên cứ đành liều mà làm thôi. Tuấn kể, thấy em về muộn lại tha lôi theo các em ấy, bố mẹ em đã suýt chết ngất. Rồi sau đó, khi nghe em nói chuyện, hiểu em nên bố mẹ đã đồng ý để em ăn tán các em ấy ở mảnh vườn sau nhà. Thời gian sau, dù đã lên vinh học, nhưng những hài nhi tìm thấy ở bãi rác ngày nào vẫn ám ảnh Tuấn. Vậy là sau giờ lên lớp, Tuấn lại lang thang ở những bãi rác quanh thành phố để tìm kiếm những đứa bé chưa kịp cất tiếng chào đời đã bị đời nghiệt ngã bỏ rơi. Tuấn cứ lần tìm những sinh linh xấu số ở các thùng rác, bãi rác quanh những phòng khám thai sản. Duyên nợ với các hài nhi xấu số lại lẻo đẻo cùng Tuấn khi cậu ra trường và đi làm theo công ty ra hà nội rồi về bắc ninh thấy việc làm ý nghĩa của tuấn nhiều bạn trẻ có tấm lòng nhân từ đã rủ nhau cùng góp sức nhóm bảo vệ sự sống của tuấn ra đời từ đó nhờ sự cộng hưởng của những tấm lòng những giọt nước mắt xót đau vì đồng loại tuấn cho biết để các bạn trong nhóm hiểu và theo mình là cả một câu chuyện dài nhiều bạn mới đầu còn hiểu lầm tuấn nghĩ tuấn đang làm việc xấu trộm thi thể hại nhi về làm những việc mờ ám nọ kia, có bạn còn theo rình, nhưng khi hiểu ra thì họ rất cảm kích, quên luôn cả nỗi sợ hãi mà lao vào giúp. Không chỉ có các bạn nam, nhóm của Tuấn còn có cả những thành viên nữ và họ luôn giữ vai trò mũi nhọn. Những thành viên này đảm trách toàn phần việc đến gõ cửa, vận động những phòng khám thai sản hợp tác với mình. Thật đầu ai cũng nghĩ phần việc này quá đơn giản. Nhưng thực tế thì không phải vậy. Phần lớn các phòng khám sản đều làm dịch vụ phá thai chui nên chẳng ai dạy gì, vạch áo cho người xem lưng. Thế nên cứ sau ca hút nào là họ ném luôn phế phẩm đó chung với vô số rác thải y tế bẩn thiểu độc hại. Đến vận động để những phòng khám đó chịu hợp tác là cả một quá trình đầy sự kiên trì, nhẫn nại. Tuấn chia sẻ, họ chỉ cho mình chỗ phức các em cũng là tốt lắm rồi với những phòng khám hợp tác thì nhóm của tuấn chỉ việc cắt cử người đến lấy hàng theo thời gian quy định còn với những phòng khám đã nhiều lần đến vận động không thành nhóm của tuấn đành phải dùng cách đạo chích nghĩa là cứ theo thời gian quy định nhóm cử người trinh sát lượng lờ quanh phòng khám đó để theo dõi họ vứt rác ở đâu và khi nhân viên phòng khám vừa quay gót thì thành viên của nhóm ập đến ôm luôn cả bị rác đó về Nhóm của Tuấn thường làm việc vào đêm muộn bởi khi ấy rác từ các phòng khám mới được quẳng ra. Các thành viên trong nhóm lắm khi phải phóng xe lòng vòng vài chục cây số khắp các khu công nghiệp. Khi về đến nhà trọ có hôm gà đã gái sáng. Về nhà mọi người lại xúm xích lần dở những chiến lợi phẩm mà mình thu được. Chúng em phải loại bỏ rác bẩn vệ sinh cho các em nữa. Tuấn kể phần việc của nhóm phải làm sau mỗi đêm đạo chích. Vệ sinh sạch sẽ xong, mọi người đặt tạm các em vào trong tủ lạnh và đến cuối tuần khi tủ đầy thì đưa về Nghĩa Trang ở đồi cốc Sóc Sơn, Hà Nội an táng. Tuấn kể, nhiều khi đưa các em về, dở túi ra, thấy những hình ảnh quá đổi thân tâm nên chúng em chẳng thể chợp mắt được, thức đến sáng luôn. Và đúng như lời cậu trai này, việc dở túi chứa thi thể hài nhi luôn khiến các thành viên trong nhóm thoát tim đau đớn. Hôm nào cũng có những cảnh tượng thương tâm khi thì những hài nhi đã đầy đủ hình hài chỉ ít ngày nữa là chào đời như mọi em bé khác trên đời khi lại là những em bé bị vầm nát mặt mũi chân tay chúng em dù có quen đến đâu vẫn thấy rần rợn vẫn thấy bị ám ảnh tuấn chia sẻ tuấn cho biết cứ đến những ngày cuối tháng công việc săn tìm hài nhi trong các khu công nghiệp của nhóm lại nhiều hơn gấp bội bởi lượng hại nhi người ta thải ra lớn hơn. Lý giải hiện tượng này, Tuấn cho hay, đa phần công nhân cuộc sống còn nhiều khó khăn, muốn bỏ khói hận tình đang lớn dần trong bụng, thì cũng phải đợi đến kỳ lương mới có tiền đi giải quyết. Được biết, trong phòng Tuấn có một chiếc tủ lạnh nhỏ, tủ ấy dành để bảo quản thi thể các hại nhi vắng số. Mỗi tuần, trung bình nhóm tìm được 300-400 đến 400 em, nên chiếc tủ ấy nhiều khi quá tải, Thường thì nhóm đưa các em về Nghĩa Trang vào ngày cuối tuần, nhưng cũng có trường hợp phải đưa Hà Nhi đi ngay vì tủ không còn chỗ chứa. Hoặc đau đớn nhất là bởi tìm được Hà Nhi lớn quá khổ vì đã sắp đến ngày sinh. Ăn, ngủ với Hà Nhi vắng số nên Tuấn bảo, nhiều khi vì các em mà công việc của Tuấn gặp trắc trở. Tuy nhiên, khó khăn trắc trở đó chẳng khiến Tuấn đau đầu. Em cứ nghĩ các em cũng là con người cũng là một sinh linh hoàn thiện các em đã không có quyền được sống thì cũng phải được chết một cách tử tế nhất có thể nghĩ các em phải vùi mình trong rắc bẩn là em không thể yên lòng tập trung làm việc khác được khi chia tay tuấn đã nói với chúng tôi như vậy việc làm của tuấn và nhóm bảo vệ sự sống quả thật rất ý nghĩa và không phải ai cũng có đủ can đảm để đối mặt với những sự đáng sợ của công việc này Hy vọng rằng trong tương lai, nhóm của Tuấn sẽ kết nạp được thêm nhiều những tấm lòng từ tâm hơn nữa để giúp đỡ cho những sinh linh bé nhỏ đáng thương. Để cập nhật được những thông tin mới nhất, quý vị và các bạn có thể ấn subscribe và like kênh báo nói. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.